Thưa quý vị, Nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới nêu rõ, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách xã hội. Có thể thấy đây là một vấn đề lớn mang tính cấp thiết đang được đặt ra trong thực tiễn. Điển hình về sai phạm trong thực hiện chính sách xã hội là vụ việc xảy ra tại chung cư An Trung 2, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Trong 324 trường hợp được xét duyệt mua nhà ở xã hội, có đến 80 trường hợp sai đối tượng. Cụ thể, 42 trường hợp đã có một thửa đất, 11 trường hợp có hai thửa đất trở lên, 24 trường hợp có nhà trên đất. Không ít người kê khai không trung thực để được hưởng chính sách lại chính là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành xây dựng. Vậy nhưng Sở Xây dựng chỉ đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách đối với một cán bộ và phê bình rút kinh nghiệm đối với ba cán bộ. Hình thức kỷ luật như vậy hay là trừng phạt như vậy thì nó là còn nhẹ, chưa mang tính răn đe và hoàn toàn là nó có thể tạo ra những tiền lệ mà người ta sẽ coi nhẹ cái chuyện là chấp hành những cái quy định. Thế cho nên là với những cái tình huống như vậy thì cá nhân tôi thấy rằng là cần để có một cái hình thức xử lý nó phù hợp nhất thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ và phân nhóm ra là ai là người chủ mưu trong cái việc vi phạm đấy và ai chỉ là đóng vai trò tham mưu và đặc biệt là có yếu tố vụ lợi ở đây hay không, hậu quả như thế nào. Và khi đó thì chúng ta mới có thể đề xuất một cái hình thức kỷ luật nó xứng đáng. Khi trách nhiệm chưa được quy rõ đến từng cá nhân sẽ tạo môi trường thuận lợi cho sự trì trệ, tiêu cực sai phạm nảy sinh và việc xử lý kỷ luật cũng khó đủ sức răn đe. Do đó cần có quy định cụ thể hơn về cá thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách xã hội. Việc cá thể hóa trách nhiệm càng chi tiết, chính xác sẽ càng góp phần tích cực thúc đẩy quá trình triển khai chính sách xã hội, đạt kết quả tiến độ và mục tiêu đề ra. Thực hiện chính sách xã hội nó có những cái nét đặc thù. Bởi vì chính sách xã hội là mang tính là hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho các nhóm xã hội yếu thế, chủ yếu là như vậy. Thế thì có thể là chính quyền địa phương, đặc biệt là các cơ quan thực thi chính sách cụ thể cần ban hành thêm các quy định dựa vào hệ thống pháp luật cũng như là các cái quy định của chính phủ rồi. Thì cơ quan địa phương có thể ban hành thêm các quy định để liên quan đến trách nhiệm của từng người trong cái việc là xét duyệt các hồ sơ cũng như là phân phối các cái nguồn, cái quỹ. Về vấn đề chính sách nhà ở xã hội thì tôi nghĩ là chắc chắn mình phải có một cái quy định nó cụ thể hơn. Đấy. Đối với chính quyền địa phương thì như thế nào? Đối với các sở ban ngành thì làm sao? Đối với từng vị trí công việc một, với lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thì trách nhiệm anh tới đâu? Trong việc này anh phải kiểm được trách nhiệm đó theo cái vị trí công việc của anh. Rồi các cái tổ chức hay là các cái cá nhân phía dưới được thụ lý đấy, những cái hồ sơ như thế này và để mà tư vấn cho lãnh đạo ra quyết định thì cái trách nhiệm cụ thể làm sao? Thì tôi nghĩ là cái này phải cụ thể hóa hơn. Đáng chú ý cần lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến thực hiện chính sách xã hội.